Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho xe cá nhân được đi đến 4 tỉnh kế cận. Từ ngày 1 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã trình văn bản khẩn số 10352 lên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đối tượng vận chuyển là công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh đến trụ sở sản xuất đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Công nhân và chuyên gia khi di chuyển phải đáp ứng điều kiện là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và 14 ngày sau tiêm, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính định kỳ 7 ngày một lần. Các đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng phương án vận chuyển công nhân, chuyên gia thông qua đơn vị đầu mối, đăng ký phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động gửi đến Sở Giao thông Vận tải Thành phố để cấp giấy tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh. Đối với các đơn vị xây dựng phương án vận chuyển công nhân, chuyên gia và đăng ký phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động gửi đến Sở Giao thông Vận tải các tỉnh để cấp giấy tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh. Tài xế và phụ xe là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ít nhất một mũi đối với loại tiêm vaccine 2 mũi và 14 ngày sau tiêm, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính định kỳ 7 ngày một lần, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K. Trường hợp sử dụng xe cá nhân, ô tô, mô tô, xe gắn máy, phải đảm bảo là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và 14 ngày sau tiêm, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính định kỳ 7 ngày một lần. Người tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hoặc sổ sức khỏe điện tử, cho đến khi ứng dụng PC COVID chính thức được đưa vào hoạt động. Trường hợp không có mã QR, xuất trình một trong số các giấy tờ sau. Thứ nhất là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ít nhất một mũi đối với loại vaccine được tiêm 2 mũi và 14 ngày sau tiêm khi được cơ quan chức năng yêu cầu.